Một nhỏ. Hiếu đạo. Hiếu đạo. Vì sao cái tông chỉ của Kinh Địa Tạng này lại lấy hiếu đạo là đầu tiên? Thì chúng ta biết là quan điểm của nhà Phật á, thì chúng ta là gì? Hiếu hạnh vi tiên, tức lấy hiếu làm đầu. Hay chúng ta còn nghe thấy thường hay nói là gì? Hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Đó. Thì với cái yếu chỉ là hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật đó, thì Kinh Địa Tạng chúng ta thấy xuất phát từ đâu? Bắt đầu vào Kinh Địa Tạng khi mà chúng hội văn tập đầy đủ ở tại Diệu Pháp Đường ở cung trời Đao Lợi rồi. Bây giờ Đức Phật nói về cái nhân duyên tu hành của Bồ Tát Địa Tạng bắt đầu từ đâu? Vào văn kinh chúng ta sẽ thấy là bắt đầu từ ngài là con của một ông trưởng giả, từ rất 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 nhiều hằng hà sa số vi trần điểm kiếp về trước rồi. Nhấn đến là gì? Một kiếp là con gái Bà La Môn, rồi một kiếp là có cô gái tên là Quang Mục. Tất cả những cái đó đều nói lên cái hạnh hiếu, cái hạnh hiếu của Bồ Tát Địa Tạng. Con gái ông trưởng giả, con gái ông Bà La Môn, vân vân đó, được trình bày ở trong Kinh Địa Tạng. Đó chính là nói lên cái hạnh hiếu thảo của Bồ Tát Địa Tạng nói riêng, cũng như là hạnh hiếu ở trong cửa Phật chúng ta nói chung. Do đó cái hạnh hiếu đạo ở trong nhà Phật được đặt lên hàng đầu trong tất cả các hạnh tu. Thì chúng ta biết là có tài, có đức. Ở thế gian người ta nói là có tài, có đức mà không hiếu thảo với cha mẹ, với ông bà tổ tiên á, thì kẻ đó cũng gì? Cũng vứt đi, không sử dụng được, không sử dụng được. Có một cái câu chuyện, một câu chuyện là về cái kẻ mà không có hiếu thảo với cha mẹ. Câu chuyện nói rằng ngày xưa ở Trung Quốc có một phú ông rất là giàu, giàu có lắm, nhưng mà lại keo kiệt và bủn xỉn. Nhà giàu lắm nhưng mà cha mẹ của ông ấy thì đối với cha mẹ ông rất là keo kiệt, đối với vợ con cũng vậy, rất keo kiệt, với bản thân ông cũng keo kiệt. Vàng bạc của cái chất đầy nhà kho này gian khác là rất nhiều những của báu, nhưng ăn uống hàng ngày á thì ông lại tiết kiệm đến cái mức là đến những cả những người nghèo, mà cũng không đến nỗi tiết kiệm như ông ấy. Không phải là tính tiết kiệm mà đấy là nói là hành keo kiệt. Câu chuyện kể rằng một hôm mẹ của ông ấy ốm thì đi khám bác sĩ bảo là phải cắt thuốc bổ cho mẹ. Thì trong cái thuốc bổ á, thì người ta thang thuốc bổ á, thì nó có là gì? Gồm là có sâm, có táo tàu và những cái chất bổ khác. Nhưng mà xong rồi ông hỏi chi tiết từng giá cả của các vị thuốc đó. Và ông thấy là gì? Có hai vị là thuốc là đắt nhất, đó là sâm và táo tàu. Thì hai cái vị đó là đắt nhất, thì bây giờ ông bảo là thôi, hai cái vị này quá đắt, thì xin là thầy lương y đó bớt hai cái vị này đi. Và ông nói rằng ở nhà tôi có đầy rồi. Nhưng thực tế nhà ông có đâu, cái vị đấy chỉ có kỳ hiệu thuốc Bắc mới có. Ông nói nhà vị có đầy, nhưng quả thực nhà ông nếu có đấy chăng nữa thì chúng ta biết rằng á, ông cũng sẽ không cho vào đâu. Cho nên ông bảo bác sĩ
cắt bỏ đi hai cái vị chủ lực của thuốc bổ đó là sâm và táo tàu đó. Và bắt đầu là khi mà bác sĩ cũng nghe theo, vì theo cái yêu cầu của chủ nhà mà, họ bảo là gia đình có rồi, về thì họ cho vào, thì bác sĩ mới nghe theo hay bỏ đi. Về để cắt uống một thời gian thì chẳng thấy mẹ ông ấy đỡ, và càng ngày mẹ ông ấy càng bệnh thêm, càng ngày càng bệnh thêm. Và mọi người bảo là ông là phải tẩm bổ cho mẹ, bảo tẩm bổ cho mẹ. Thế bây giờ thì ông lại nghĩ rằng á, nếu mà tẩm bổ cho mẹ thì tới đây mà bố mình ốm thì mình lại phải tẩm bổ cho bố mình, như thế thì làm thế nào, tốn kém chết ra được. Rồi ông nói nếu mà không chỉ bố mẹ của mình mà sau này còn vợ nữa, còn con nữa, còn những gia nhân, những người hầu ốm nữa, mình cũng phải tẩm bổ như thế thì tốn kém vô cùng. Cho nên là ông quyết định là không tẩm bổ cho mẹ mình, với cái lý do là nếu mà tẩm bổ cho mẹ thì còn bố rồi thì sau này còn vợ, còn con, rồi còn gia nhân, những người hầu hạ ốm đau nữa, lại tẩm bổ như thế nên làm thế nào. Và ông quyết định là không làm theo lời bác sĩ, và không bao lâu thì mẹ ông ta ốm và mất. Mẹ ông ta ốm và mất xong đó thì người bố do thương vợ mình và không bằng lòng với đứa con keo kiệt của mình, nhà rất giàu có mà rõ ràng là ngày xưa mình cũng đi làm để tích góp tiền của và làm cái vốn đầu tiên, vốn liếng đầu tiên cho nó, thì nhân đó nó mới làm ăn buôn bán, nó mới giàu có cho đến như bây giờ. Nhưng mà bây giờ nó lại keo kiệt bủn xỉn như thế, vì cái thằng con bất hiếu keo kiệt bủn xỉn này mà vợ của mình mới phải chết tức tưởi như thế. Cho nên ông uất hận quá và ông quyết định là nhịn ăn mấy ngày, và ông cũng đổ bệnh và không bao lâu thì ông cũng mất. Sau khi ông ấy mất một thời gian thì không may á, cái thằng con trai duy nhất của ông đi săn bắn ở trong rừng và bị tai nạn và cũng chết. Sau khi đứa con trai của ông ấy chết một thời gian ngắn thì bà vợ của ông ấy do cũng uất hận cái sự keo kiệt và bủn xỉn của ông chồng, cho nên là cũng uống thuốc và tự tử và chết, và còn một mình ông ấy sống. Khi ông ấy sống còn lại một mình ấy, thì cái đống gia tài kích xù của ông ấy, thì bây giờ ông mới thấy là dần dần ông mới hiểu ra gia tài châu báu của cải mà có đầy như thế này, bố không còn, mẹ không còn, con cũng chết và vợ cũng chết, chỉ còn mình với những người hầu hạ ở bên cạnh. Vậy thì mình một ngày nào đó mình cũng chết đi thì cái đống gia tài của cải này chẳng để làm gì cả, rồi cái đám những người giúp việc làm thuê đó nó cũng hưởng thụ hết, hoặc là những họ hàng thân thích của mình nó cũng tranh nhau và nó hưởng thụ hết, chẳng được cái gì cả. Và bây giờ ông ấy suy nghĩ nhiều quá, suy nghĩ đến quá nhiều, và cuối cùng ông phát bệnh và ông phát điên, cứ đi lang thang ngoài đường. Cuối cùng là cái gia tài của ông chẳng hưởng được mà cứ đi lang thang ngoài đường. Chúng ta thấy cái sự bất hiếu, keo kiệt, bủn xỉn nó đưa đến một cái kết cục rất là tang thương như vậy. Còn nếu mà có hiếu đạo thì chúng ta thấy lòng mà hiếu thảo mà đến tột cùng thì nó lại có những cái công đức là vô cùng to lớn. Cũng tại bên Trung Quốc ngày xưa có một câu chuyện, tôi được đọc thêm một câu chuyện là có một đôi vợ chồng rất là nghèo, gia đình mới sinh cưới nhau mấy năm thì sinh được một đứa con trai mới có mấy tháng tuổi, vẫn còn đang bú mẹ. Thì ông bố của cái ông chủ nhà, cái vị chủ nhà đó thì đã mất từ lâu, từ khi mà sinh ra còn bế ngửa trên tay thì ông bố đã mắc một cơn bạo bệnh và qua đời, còn duy nhất hai mẹ con nuôi nhau. Và người mẹ đó đã ở như vậy tần tảo làm ăn và nuôi con cho đến khôn lớn trưởng thành và lập gia đình cho nó, mặc dù rất nghèo nhưng mà anh ta rất là hiếu thảo. Cái lòng hiếu thảo của anh ta là tất cả dân làng ai ai cũng kính trọng,
Vì có người vì kính trọng cái sự hiếu thảo của anh ta, cho nên nhà nghèo đến nỗi là nghèo lắm. Trên thì dột, dưới thì nát. Nhưng mà vẫn có cái người, có một cô con gái xinh xắn trong top hàng đầu của cái làng đó, đã chấp nhận cưới anh ta. Vì gì? Vì cái đức hạnh, vì lòng hiếu thảo. Và hai người về chung sống với nhau được mấy năm thì sinh ra một đứa con. Khi không may là vừa sinh đứa con thì bà mẹ của anh ta lại gặp một cái cơn bạo bệnh và không ăn uống được cái gì, chỉ có phải uống sữa. Nhưng uống sữa thì cũng không có sữa, để không có tiền để mua sữa nữa. Hai vợ chồng nghèo mà lại mới sinh một đứa con như thế, không có thời gian để đi làm, cho nên gia đình rất nghèo. Vì không có tiền mua sữa cho nên là cả hai bà cháu đều dùng vào một cái nguồn sữa duy nhất, đó là sữa vợ của anh ta. Vì anh vợ anh ta mới sinh đứa con được mấy tháng, và hai mẹ con đều dùng sữa của vợ anh ta. Nhưng mà chúng ta biết là do là nhà nghèo, không có đầy đủ thức ăn dinh dưỡng, cho nên là sữa của bà vợ anh ta cũng chỉ có thể là đủ nuôi một người thôi. Thì bây giờ cân đong đo đếm, bà mẹ thì ngày một yếu đi, còn đứa con thì ngày một khóc nhiều hơn. Vì sao? Vì không đủ sữa cho đứa con nó bú hàng ngày. Vì cái sữa đó phải chia đôi, một cho bà mẹ của anh ta, tức là mẹ chồng đó, và một cho chính đứa con trai của mình. Thấy cái cảnh đó cho nên anh ta là rất đau lòng, đau khổ. Nhưng mà suy đi tính lại, được vài ngày vài đêm sau, anh ta đã quyết định nói với vợ, để xin ý kiến vợ, và nói rằng á, bà xã, bây giờ chúng ta còn trẻ, con á, đối với chúng ta là một vật báu quý nhất. Nhưng mà bây giờ vợ chồng chúng ta còn trẻ, không có đứa con này, còn có thể có đứa con khác. Nhưng mẹ của chúng ta thì chỉ có duy nhất một ở trên đời. Nếu mẹ mà mất đi á, thì chúng ta có muốn mẹ được sống và quay trở lại bên chúng ta cũng không có nữa. Và hai vợ chồng bàn với nhau, bàn đi tính lại, thì người vợ hiểu ra, và mặc dù rất thương đứa con mình rứt ruột đẻ ra, nhưng mà người vợ đồng ý với chồng là vậy thì đem bỏ đứa con này để dành lại sữa nuôi mẹ, vượt qua cái lúc mà bệnh tật ốm đau gia đình khó khăn như thế này. Rồi hai vợ chồng bàn nhau là đem đứa trẻ đó vào trong rừng và chôn sống, chỉ vì là để cứu mẹ. Nhưng vào rừng chôn sống, các vị biết cái gì nó xảy ra? Một cái điều, một cái câu chuyện mà đọc có thể nó như là một cái câu chuyện, một câu chuyện thần thoại để dạy cho con người ta gì về cái đức hiếu thảo. Nhưng mà qua đọc câu chuyện đó thì chúng ta mới thấy rằng là sao. Rồi tiếp tục, chúng ta thấy là hai vợ chồng trẻ đó đem đứa con vào rừng với mục đích là chôn cái đứa con đó, nén cái sự đau thương của bản thân để lấy sữa nuôi mẹ. Nhưng khi anh vừa cuốc xuống vài nhát cuốc thì tự nhiên anh ta cuốc vào cái gì, các vị biết không? Anh ta cuốc vào một cái hũ, có một cái hũ cuốc được một tí rồi, nó có một cái hũ bằng cái sành sứ rất là to. Thì anh ta cuốc lên, anh đập vỡ cái hũ ra, thì trong đó có rất nhiều thỏi vàng và thỏi bạc ở trong đó, châu báu ngọc ngà ở trong đó. Và trong cái thỏi vàng đó thì lại có cái chữ là gì? Có cái chữ nói rõ cái tên của đây là vàng này là dành cho tên của anh ta. Lâu lâu rồi tôi không nhớ tên của vị ấy. Vì gì? Vì có cái, vì lòng hiếu thảo. Cho nên vàng này là dành cho anh đứa con tên là gì đó, vì lòng hiếu thảo với mẹ. Và khi đó các vị thấy có còn phải chôn con nữa không? Không phải chôn con nữa, mà anh ta liền vui mừng cùng với vợ, hai vợ chồng là đem đứa con cùng với số vàng bạc đó về và đem bán lấy tiền mua thuốc tẩm bổ và chữa bệnh và tẩm bổ cho mẹ, rồi xây nhà xây cửa.
đấy là một cái câu chuyện là tấm gương hiếu thảo đối lập với cái ông mà giàu có keo kiệt bủn xỉn với bố mẹ, mà kết quả là cả mẹ cả bố cả con và cả vợ đều chết, và kết cục là anh ta nghĩ ngợi nhiều quá và điên khùng lang thang ngoài đường. Đó. Chúng ta thấy lòng hiếu thảo dám hy sinh. Hy sinh một cái gì? Hy sinh một cái gì quý giá nhất? Đó là đứa con trai duy nhất của mình mới sinh ra được mấy tháng tuổi. Thì qua câu chuyện đó chúng ta thấy người làm con sẵn sàng hy sinh cái gì riêng tư của mình lớn lao nhất để cho bố mẹ, thì đó mới là đứa con hiếu thảo nhất. Và cái câu chuyện đó được truyền khắp Trung Quốc từ trước cho đến nay. Còn nó có thật hay không có thật thì mình không rõ, nhưng câu chuyện đó là diễn ra ở Trung Quốc từ thời xưa, phong kiến xưa, và bây giờ họ vẫn còn truyền tụng. Còn ở Việt Nam chúng ta thì sao? Có nhiều cái câu chuyện hiếu thảo không? Có tấm gương hiếu thảo không? Có rất nhiều. Và đặc biệt là cách đây hai hôm tôi đọc thấy một cái tờ báo ở trên trang mạng, nó đăng là có một em bé vừa học lớp 5 ở trong tỉnh Phú Yên. Nhà rất nghèo, nghèo vì cha em bé mất sớm, vừa sinh ra em bé cũng mất. Mẹ của em bé thì làm nghề bán đồ ăn sáng, tức là bán bánh cuốn, bánh xèo buổi sáng ở chợ một cái chợ thôn của chợ quê của tỉnh Phú Yên để nuôi gia đình. Thế nhưng không may thì bà mẹ của em thì cách đây là 2 năm lại bị bệnh tâm thần, cứ đi lang thang ngoài đường, cứ chạy ngoài đường, cứ lễ nằm ngoài đường, lúc thì lễ nằm rạp ở ngoài đường lúc thế. Mà nhà thì lại còn bà nội của cháu bé kia nữa lại bị bệnh ở nhà, thần kinh chân tay cứ run lẩy bẩy này, nằm ở nhà không làm được gì. Rồi không chỉ như thế là còn gì, còn một người cậu của cháu ấy nữa, tức là em của vợ, cũng bị bệnh tâm thần ở tại trong nhà đó. Vậy như vậy một nhà thì có hai người bệnh tâm thần và một bà cụ già ốm không đi lại được, ngồi một chỗ. Thế đang học lớp 5, khi mà ngày xưa thì mẹ nó, năm trước thì mẹ em bé còn khỏe mạnh, còn đi bán bánh ở chợ để kiếm sống nuôi cả gia đình, nuôi mẹ chồng và nuôi em trai của mình và nuôi đứa con đang học lớp 3, lớp 4 của mình. Nhưng khi bà tự nhiên đổ bệnh, bị điên điên khùng khùng, cứ đi lang thang ngoài đường, ngoài chợ như vậy, thì tất cả gánh nặng của gia đình hơn một năm qua đổ lên đầu em bé học lớp 5. Bắt sáng thì đi học, bắt chiều thì đi bán bánh. Hôm nào học buổi chiều thì buổi sáng em đi bán bánh. Làm cả ngày thì có ngày được lãi là 10.000 đồng, có ngày được lãi 20.000 đồng. Thì các quý vị biết 20.000 đồng hoặc 10.000 đồng, tôi cứ bình quân mỗi ngày được 15.000 đồng tiền lãi do việc bán bánh. Có đủ cho 4 người sống không? Không đủ cho 4 người sống, khi mà họ còn không có ruộng để cày cấy. Cho nên cuộc sống rất vất vả. Nhưng may cho em là có một, vì cái lòng hiếu thảo của em như thế, hơn một năm trời đi làm lụng để nuôi cả 3 người lớn trong gia đình, mà trong đó em còn đi học, mà lại học rất là giỏi, đứng top đầu trong lớp trong suốt những cái năm em học đó. Thế bây giờ cái đài truyền hình của tỉnh Phú Yên họ mới làm một cái chương trình để mà kêu gọi đồng bào cả nước giúp đỡ em. Khi mà tôi đọc thấy cái video clip đó và tôi gọi điện, tôi hỏi trực tiếp cái ban tổ chức, và tôi đã định hỏi, tôi nói rằng nếu mà em gia đình còn khó khăn như thế thì mình sẽ hỗ trợ cho em từ giờ cho nó học hết lớp 12, hoặc rằng cho học hết là gì, đại học nếu như em mới thi đỗ, để sau này có một cái công ăn việc làm để nuôi mẹ với nuôi cậu của mình. Thế khi tôi gọi điện vào thì cái chú mà cái số điện thoại của cái chú ở bên đài truyền hình Phú Yên á, để đứng lên để nhận cái sự quyên góp á, thì bắt đầu thì dừng lại. Thì bác ấy bảo tôi là, thưa thầy là ban tổ chức đã dừng cái trường hợp này từ tháng 9 rồi, năm ngoái rồi, vì đây làm từ tháng 9 năm ngoái mà đã dừng mấy tháng nay rồi. Vì bây giờ á, vì cái lòng hiếu thảo của em cho nên cái trường hợp này là mọi người xem là ủng hộ, đặc biệt là ban tổ chức đã nhận trong mấy tháng vừa qua đã nhận được hơn 3 tỷ
và đã chuyển cho toàn bộ cái này vào một cái quỹ, sửa sang lại nhà cửa cho em và để lại một cái quỹ cho em ăn học và thuốc thang cho bà, cho mẹ và cho cậu rồi. Bây giờ thì dừng lại thì nhà chùa không phải lo nữa. Chúng ta thấy không? Một cái lòng hiếu bình thường ra, một cái trường hợp mà đưa lên báo nó chỉ được khoảng vài chục triệu, thậm chí đến 100-200 triệu đã là nhiều lắm rồi. Nhưng riêng cái trường hợp hiếu thảo của em á, cái lòng hiếu thảo như thế mà một đứa trẻ mà học lớp 5 như vậy mà phải đi làm nuôi cả gia đình, cái sự hiếu thảo đó đã lay động lòng người và đã lấy được cái sự đồng cảm của rất nhiều nhân dân ở trong cả nước cũng như là ở nước ngoài, đã gửi về cho em chỉ có mấy tháng thôi mà hơn 3 tỷ. Như vậy chúng ta thấy so với cái câu chuyện của bên Trung Quốc, cái lòng hiếu thảo đó có cảm nhận được không? Bên kia thì cảm nhận được trời đất, còn bên mình thì ít nhất thì em cũng cảm nhận được lòng, cảm động được lòng người, lay động được lòng người. Và cái số tiền đó chắc chắn rằng em sẽ dùng để học được hết cái chương trình đại học của em và ổn định trong cuộc sống, và sau này em bắt đầu làm lụng, có kiến thức thì em sẽ làm lụng nuôi gia đình. Đó, cho nên đấy là hiếu thảo.